Chương trình năm nay thu hút sự tham gia của gần 1.500 phụ huynh học sinh và các bé với những sắc màu của các gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian, kết hợp vận động thể chất, trí tuệ và nghệ thuật như vẽ mặt nghệ thuật, trang trí lồng đèn, làm bánh trung thu. Tiết mục văn nghệ nội dung về trung thu truyền thống mang đến cho các con nhiều âm sắc và giai điệu đáng nhớ. Toàn bộ chi phí bán hàng trong đêm hội trung thu sẽ được Sài Gòn Academy lập quỹ từ thiện dành những suất quà tặng cho các trẻ em nghèo đặc biệt trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh.